Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Butcher Rome Escapes. Play, let's go. Ok, thoát ra khỏi căn phòng của ta rồi. Và tiếp tục căn phòng này như thế nào? Let's go. Mình sẽ lại phải giữ ông ta ra đây. Rồi, chạy thoát rồi. Tiếp tục nào. 1, 2, 3, 4. Ok, let's go. 1, 2, 3, 4. Ok. Let's go. Oh my gosh. Wow. Oh my god. Như vậy mình sẽ chết ngay. Mình sẽ có cách này. Rồi, ok. Tiếp tục nào. Ok, 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 ok. Wow. Đây, sẽ là như thế này cơ. Rồi, tiếp tục. Let's go. Ok, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Rồi, sẽ là như thế này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ hai, Evin Kids. One day. Cái đầu lợn. Mình sẽ vào trong phòng bếp này và lấy một skimmer. Các bạn phải tìm cách để thoát khỏi ngôi nhà. Trong ngôi nhà này thì có cậu bé này và cậu ta cầm một con dao. Các bạn phải tìm cách để thoát khỏi ngôi nhà này. Một ngôi nhà hoang. Cậu bé này ngày xưa thì rất là đẹp trai, nhưng không biết là chết vì gì. Ok, let's go. Rồi, mình sẽ tẩm cái lọ thuốc này vào một cái bánh hamburger. Sau đó thì mình sẽ cho cậu ta ăn.
Let's go. Ảnh ngày xưa cậu ta đây. Okay, let's go. Một cái đầu đang đi. Sợ thật. Rồi, mình sẽ lấy chiếc chìa khóa này. Sau đó thì sẽ mở cánh cửa đây ra. Tiếp tục. Thấp 5 cây lên này. Thiếu một cây nữa cũng không được các bạn nhé. Nên phải đủ 5 cây luôn. Một chiếc xương đùi. Không biết là xương đùi của con vật hay là của ai. Mình cứ cho ở đây đi. Rồi sau đó thì mình sẽ phải cầm chiếc chìa khóa mao chiếc cây. Đây là chiếc chìa khóa để các bạn biết được mật khẩu, mật mã. Ở trong một cái hộp. Mình phải mở cái hộp này ra. Let's go, let's go. 9397. Ok. Rồi khi các bạn uống cái nước này vào thì các bạn sẽ vào được trong ngôi nhà kia, trong cái phòng kia. Let's go. Và mình sẽ cầm cục pin này vào. Sau đó sẽ mở mật mã ở trong cái két này. 9397. Let's go. Đây là chiếc chìa khóa để các bạn thoát ra khỏi ngôi nhà này. Mình sẽ ra cửa chính. Sau đó thì sẽ mở cửa chính ra. Và chạy thoát khỏi ngôi nhà ma. Wow, chạy gì mà kinh thế. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game ma. Một tựa game ma Slenderina Josela 2. Let's go. Tựa game này thì tiếng nhạc rất là hãi luôn. Nếu các bạn nào khiếp cái tựa game này thì các bạn có thể sẽ cho nhỏ nhạc xuống. Vì khi cho nhỏ nhạc thì các bạn sẽ không phải khiếp nữa. Còn nếu mà khi nhạc to thì rất là hãi luôn. Nhiều lúc rất là giật mình nếu khi chơi game như thế này. Đó, tiếng nhạc rất là to luôn. Và ở đây thì mình đang bị đứa con của bà ma và ông quỷ le. Mình phải chạy thôi. Đó là mình. Let's go. Ủa, le tọc ở trong này. Wow, chuyển ra ngoài rồi.
quyển sách đầu tiên. Lại gặp con quỷ rồi, chạy đã. Đúng như một mê cung luôn. Chết rồi, đây không có nó chạy. Chuyển ra đây. Ok, let's go. What? Wow, và ma bắt đầu xuất hiện rồi. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và khi gặp những con ma hoặc là những con quỷ hoặc là cái đứa con của hai ông bà này thì các bạn phải chạy cho thật nhanh. Đó, các bạn chạy thật nhanh. Giờ các bạn đi từng phòng một và tìm 8 quyển sách. Khi tìm đủ 8 quyển sách là các bạn sẽ thoát khỏi mê cung này và thoát khỏi gia đình ông bà ma này. Mình chạy thoát khỏi đứa con đã, không sẽ cắn chết. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư, Scary Butcher 3D. Let's go. Ông này đang ở chỗ nào đây? Ông đang coi cái gì? Tuôn ra ngoài thôi. Trên gác. Let's go. Ồ, hoặc là có thể ở dưới này. Chuẩn rồi. Wow, chỗ này rất là sợ luôn. Tha thơ quý sơ tăng. Đây có cả hổ hay mèo, mèo. Ok, let's go. Con dao của ông ta. I will cut you all over until you bleed out, little pig. You are dead. Do you hear me? I will cut you from ear to ear. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Butcher X. Let's go. Play, new game. Ok, let's go. Chapter 1. Good stuff. Good stuff. Taking. Taking. Good stuff.
Good stuff. Taking. Tất cả có 5 chapter thì các bạn cố gắng làm sao để hoàn thành cái 5 chapter đó. 514162. Ok, mình sẽ ghi đúng như này. 514162. Let's go. Wow, cô gái này bị chết ở chỗ này, bị ông ta chém chết. Ok. Và đây, các bạn gắn cái này vào trong cánh cửa kia thì sẽ xuất hiện ra chapter 2. Và khi đủ 5 chapter thì cánh cửa này sẽ mở và bạn sẽ thoát ra khỏi căn nhà của ông ta. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game ma. Let's go. Ok, let's go. Oh my god. Không hiểu sao quả đấy mình ấn rồi mà sao nó lại không được nhờ. Lại xem làm sao chuyện mình thua nhanh đến mức độ vậy. Let's go. Oh my god. Rồi, mình sẽ sang game tiếp theo. Evinu. Đây là một tựa game các bạn phải đối mặt với một bà sơ điên. Bà ta thờ quỷ Satan. Sau đó thì bà đã bị quỷ Satan nhập vào người. Và bà này chắc là bán linh hồn cho quỷ rồi. Quật đây. Let's go. Ta xuất hiện mà mình cũng khiếp luôn. Bởi vì cái tiếng nhạc nó cũng làm mình gọi là giật mình. Let's go.
Chết rồi, đi ngay. Bà ta cũng bị chui luôn. Xịt bà ta không bị gì đâu. Wow wow wow, mình tưởng xịt bà ta mà bà ta ngơ. Hóa ra bà ta lại không bị gì. Rồi ok, và bây giờ thì các bạn của mình khám phá tức đêm này nhá. Esports. Đây là một gã hề. Dispatch. Dispatch. Ok. Rồi mình sẽ chui vào trong giường này. Ông ta sẽ vào đây. Bước chân rất là to luôn. Ông này chắc phải to gấp đôi mình. Trong tựa game này thì ông ta nhìn có vẻ to gấp đôi luôn. Ông này là một gã hề. Một gã hề gọi là độc ác. Và ông ta đang chi tìm mình. Ok, và đây là chiếc chìa khóa để các bạn mở căn phòng này ra. Dispatch. Ok. Trên. Trên. Ok. Một miếng gỗ. Mình sẽ nhặt mấy này lên. Rồi, ông ta đi xa rồi. Khi ông ta đến gần thì các bạn sẽ nghe thấy tiếng nhịp tim của các bạn đập rất là nhanh. Khi ông ta đi xa rồi thì các bạn sẽ không nghe tiếng gì nữa. Oh my gosh, một đám ta ở gần rồi. Wow, rất mừng. Ok, rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.